Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Khanh Béo TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được cầu chúc cho tất cả mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV xin được cập nhật lễ tang của anh Pharo Nguyễn Duy Khánh. Anh Pharo Nguyễn Duy Khánh sinh năm 1994. Anh sinh ra tại Sài Gòn. Không may trong một thời gian dài, anh mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, song vì căn bệnh quá nặng, anh đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với Chúa. Trong nỗi niềm xót xa vô hạn của gia đình, cùng với bố mẹ, vợ con, anh chị em, kính thưa toàn thể các quý vị, đúng là cuộc đời là vậy, không ai có thể tránh khỏi sự sinh ly tử biệt. Nhưng sự ra đi của anh Nguyễn Duy Khánh để lại cho tất cả gia đình với bao nỗi xót xa, với bao nỗi buồn đau của toàn thể tang quyến. Những tiếng khóc, những tiếng gọi của người vợ đã để lại cho tất cả chúng ta, những ai mà nhìn thấy hoàn cảnh này đều rơi lệ, ngậm ngùi mà không biết làm sao được. Lá vàng vẫn ở trên cây, lá xanh nỡ rụng, lòng đầy xót xa. Ngày hôm nay bố mẹ tuổi già, nhìn con nhắm mắt thật là nhớ thương. Bao năm qua vất vả dặm trường, nuôi con khổ ải cho đến ngày hôm nay. Mong cho cây kia thì xanh tốt ra lá ra cành, để rồi sau này tuổi già sức yếu bố mẹ được gầy trông. Nhưng tha nôi, anh Nguyễn Duy Khánh đã chút đi hơi thở cuối cùng, bỏ lại nơi này những nỗi niềm xót xa vô hạn mà không có gì có thể bù đắp được. Kính thưa tất cả các quý vị và các bạn, những hoàn cảnh ra đi mà giờ đây đã cách trở đôi bờ, tình chồng nghĩa vợ cũng phải xa nhau. Anh Khánh ơi, thế là kể từ nay vợ chồng mình không còn cùng nhau gánh vác công việc gia đình được nữa. Ai sẽ cùng em để cố gắng nuôi cho các con khôn lớn trưởng thành? Ai sẽ cùng em sẽ đi trên con đường mà vợ chồng mình đã chọn những năm qua? Những buồn vui, vất vả mà vợ chồng đã trải qua sau những năm dãi nắng dầm mưa cùng nhau vất vả để nuôi con cho đến ngày hôm nay. Vậy mà lúc này anh để lại cho em một người vợ chân yếu tay mềm, nay đã phải đứt gánh ngang đường, thật là xót xa, ngập ngùi và xúc động. Dẫu biết rằng cuộc đời là vậy, nhưng sao lòng thấy xót thương mà không sao có thể lấy lại được. Những nỗi mất mát này thì không sao có thể mà xoa dịu đi được. Giờ này đây, thế là anh để lại cho em một gánh nặng trên đời, không có người chia sẻ, không có người giúp đỡ, và em đã mất đi một chỗ dựa vững chắc. Anh là một trụ cột của gia đình cho đến ngày hôm nay, thế mà giờ đây đã ngăn cách đôi nơi đôi ngả, để lại trên đời bao nỗi sầu thương. Đã mấy năm qua cùng nhau vất vả trên một con đường, cùng nhau gánh vác để gia đình đi lên, thế mà giờ đây anh đã vội về nơi thiên đàng nghìn vua an giấc, để cho vợ với các con bao nỗi sầu bi. Nhớ những lúc khó khăn thì vợ chồng đã từng trải, đã từng
sẻ chia những miếng ngon miếng ngọt, đã cùng nhau qua những cay đắng ngọt bùi. Vậy mà lúc này đây, anh nằm yên chẳng nói một lời, để cho em với các con, với mẹ, với cha đau xót ngập ngùi, biết thuở nào quên. Kính thưa các quý vị, đúng là cuộc đời không ai có thể tránh khỏi được sự sinh ly tử biệt. Nhưng sự ra đi của anh Nguyễn Duy Khánh lúc này thật quá đau thương, quá ngập ngùi, mà không có gì có thể bù đắp được. Cũng chỉ biết cầu chúc anh về cõi vĩnh hằng, an giấc nghỉ ngàn thu. Khôn thiêng hãy về phù hộ cho vợ, cho các con, cho tất cả mọi người được bình yên vô sự. Xin được chào vĩnh biệt anh.